Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Xin giới thiệu cho các bạn là cái bộ cần câu 4 khúc của Nobi. Cái cần này là bên mình mới nhập về. Đây là cần 4 khúc Lesua C704. Này là chuyên cần lua, và cái này là cần lua máy ngang. Thì mình sẽ đi chi tiết về cái thông số của cái cần 4 khúc này. Cần 4 khúc này là có tải mồi là từ 7 đến 28 gram, và tải cá là từ 8 đến 20 lb, thì nó tương ứng với 3.6 đến 9 kg. Cần này thì được làm từ 95% carbon nên nó rất là nhẹ, rất là phù hợp cho chúng ta để đi câu lua. Cần này là có đọt 2.1 ly và cái bộ gồm có 8 khoen. Khoen này khoen 2 chân rất là chắc. Bây giờ mình sẽ lắp cái cần này vào để cho các bạn xem nha. Cần này là nó dài 2m13, và cái với 4 khúc này thì nó sẽ là dài khoảng 56 cm. Đây là cái cần sau khi mình đã lắp. Thì hãng Nobi nó đã thiết kế là khi chúng ta lắp lại nó còn cái đoạn hở giữa các khúc với nhau, nó không sát hoàn toàn, nó tránh cái trường hợp là nó bị nổ cần. Nên các bạn mà khi lắp cần vào nó không có sát với nhau cũng đừng có cũng yên tâm nha. Đó là thiết kế của bên nhà sản xuất rồi. Thì với cần 4 khúc này nó rất là tiện lợi cho anh em chúng ta khi đi câu. Chúng ta có thể mang theo trong những chuyến đi du lịch, hoặc đi câu xa, bỏ lên ô tô hoặc là đi máy bay. Cái chiều dài nó sau khi chúng ta tháo ra thì nó còn khoảng 56 cm, nên nó rất là tiện lợi. Thì mình sẽ tháo cái cần này ra. Thì thường để mà cái cần này nó tháo ra, anh em nhớ là một tay giữ và một tay chúng ta xoay nhẹ nó sẽ ra, chúng ta không nên rút thẳng nha. Đó, một tay giữ chúng ta xoay tròn cái này nó ra thôi. Ok,